tin giáo hội hoàn vũ, các giáo hội chuẩn bị cho việc cử hành lại thánh lễ có giáo dân. Khi tình hình đại dịch tương đối suy giảm, các giáo hội tại châu Âu đang chuẩn bị để cử hành lại các thánh lễ có giáo dân tham dự với những biện pháp an toàn để bảo vệ sức khỏe và ngăn ngừa lây lan virus corona. Tại Bỉ, các giám mục đang nghiên cứu cách tổ chức cử hành lại các thánh lễ với sự tham dự của các tín hữu. Sau khi bị đình chỉ từ tháng 3 do đại dịch virus corona, vấn đề được bàn thảo trong cuộc họp video ngày 28 tháng 4. Trong đó, các giám mục bày tỏ mong muốn được cử hành lại các buổi phụng vụ có giáo dân tham dự. Thông cáo của Hội đồng Giám mục nhấn mạnh rằng, các giám mục đồng cảm với ao ước được tham dự các cử hành phụng vụ lại. Nhưng cũng khẳng định rằng, trong mọi tình huống, cần phải tôn trọng các quy tắc bảo vệ sức khỏe. Tại Thụy Sĩ, Hội đồng Giám mục hy vọng có thể cử hành thánh lễ lại vào ngày 21 tháng 5, lễ thăng thiên hoặc trễ nhất vào ngày 31 tháng 5, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống nhưng chính phủ liên bang Thụy Sĩ đã xác định là chỉ có thể bắt đầu vào ngày 8 tháng 6, tức là bắt đầu giai đoạn thứ ba. Các giám mục đã chuẩn bị kế hoạch để bảo đảm cử hành trong sự an toàn tối đa bằng cách tuân giữ các quy tắc. Tại Pháp, các giám mục rất thất vọng. Đối với kế hoạch được chính phủ công bố vào ngày 28 tháng 4, theo đó, các cử hành tôn giáo có tín hữu tham dự sẽ được cử hành lại vào ngày 2 tháng 6, chứ không phải vào ngày 11 tháng 5, ngày dự kiến bắt đầu giai đoạn đầu tiên nới lỏng các hạn chế chống lây nhiễm. Trong thông cáo của Hội đồng Thường trực của Hội đồng Giám mục Pháp ngày 29 tháng 5, dù chia sẻ mối quan tâm của chính phủ để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, hết mức có thể, các giám mục pháp nói rằng họ không hiểu tại sao chính phủ cho rằng việc cử hành thánh lễ thông thường lại có thể tạo điều kiện lây lan virus và cản trở việc giữ khoảng cách an toàn so với nhiều hoạt động sẽ sớm hoạt động trở lại. Tại ý sau khi thảo luận với Bộ trưởng Nội vụ Luciana Clamore, các giám mục Ý đã đưa ra các biện pháp an toàn để cử hành các lễ an táng từ ngày 4 tháng 5 tới đây. Với số người tham dự là người thân trong gia đình và không quá 15 người. Đức cha Stefano Russo, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Ý cho biết một vài quy định như những người tham dự nghi lễ sẽ được đo nhiệt độ những ai đang sốt trên 37,5 độ sẽ không được tham dự. Các tín hữu không di chuyển đi lên rước lễ, nhưng vị chủ tế sẽ đến trao Mình Thánh Chúa cho từng người.